7, các em đã lần lượt tìm hiểu về châu Phi và châu Mỹ. Và trong bài học ngày hôm nay, các em sẽ được tìm hiểu về một châu lục được mệnh danh là châu lục lạnh nhất thế giới qua chương 8, châu Nam Cực. Bài 47, châu Nam Cực, châu lục lạnh nhất thế giới. Và nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta gồm 2 phần. 1. Khí hậu. 2. Vài nét về lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực. Trước tiên, cô và các em cùng tìm hiểu về phần 1 nhỏ, khí hậu châu Nam Cực. Trong phần 1, chúng ta tìm hiểu phần A, vị trí, giới hạn. Và đây là hình lược đồ tự nhiên châu Nam Cực. Quan sát hình lược đồ tự nhiên châu Nam Cực và nội dung sách giáo khoa, em hãy xác định vị trí, giới hạn và diện tích của châu Nam Cực. Dựa vào hình, chúng ta thấy được vị trí của châu Nam Cực từ vòng cực Nam đến điểm cực Nam. Và châu Nam Cực bao gồm phần lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa. Châu Nam Cực giáp với các đại dương sau: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương. Diện tích của châu Nam Cực là 14,1 triệu km vuông. B nhỏ, đặc điểm tự nhiên. Chúng ta cùng tìm hiểu về khí hậu của châu Nam Cực. Dựa vào lược đồ tự nhiên châu Nam Cực, em hãy cho biết vị trí ảnh hưởng như thế nào đến điều kiện tự nhiên của châu Nam Cực. Để cùng tìm hiểu đặc điểm khí hậu của châu Nam Cực, các em cùng làm bài tập sau: phân tích biểu đồ nhiệt độ của hai trạm, trạm Little American và trạm Vostok. Sau đó, các em sẽ điền kết quả vào bảng sau. Các em sẽ tìm tháng có nhiệt độ cao nhất, tháng có nhiệt độ thấp nhất và số tháng có nhiệt độ dưới 0 độ C. Đầu tiên, ta cùng phân tích biểu đồ nhiệt độ của trạm Little American. Dựa vào hình, ta thấy được nhiệt độ tháng cao nhất của trạm là tháng 1 với nhiệt độ khoảng âm 10 độ C. Và nhiệt độ tháng thấp nhất là tháng 9, nhiệt độ khoảng âm 42 độ C. Và số tháng có nhiệt độ dưới 0 độ C là 12 tháng. Tương tự, trạm Vostok, nhiệt độ cao nhất tháng 1 khoảng âm 37 độ C. Nhiệt độ tháng thấp nhất tháng 10 khoảng âm 73 độ C. Và số tháng có nhiệt độ dưới 0 độ C, 12 tháng. Qua bảng số liệu trên, em hãy rút ra đặc điểm chung của khí hậu châu Nam Cực. Ta thấy được rằng khí hậu châu Nam Cực giá lạnh và khắc nghiệt quanh năm, nhiệt độ quanh năm luôn dưới 0 độ C. Đây là vùng khí áp cao và là nơi có nhiều gió bão nhất thế giới. Vậy tại sao khí hậu ở châu Nam Cực lại luôn lạnh giá như vậy? Các em hãy cùng quan sát vị trí của trái đất trên quỹ đạo quanh mặt trời vào các ngày hạ chí và đông chí. Có hai lý do mà khí hậu châu Nam Cực trở nên giá lạnh như vậy. Một, do vị trí vùng cực Nam nằm ở vùng vĩ độ cao, góc chiếu ánh sáng mặt trời nhỏ, mùa đông đêm địa cực kéo dài. Chính vì vậy, châu Nam Cực nhận được lượng nhiệt rất ít. Vào giữa trưa mùa hè, ánh sáng mặt trời chỉ le lói là sát mặt đất. Nguyên nhân thứ hai, châu Nam Cực là vùng lục địa rộng, băng tuyết phủ quanh năm, nên khả năng tích trữ nhiệt ở đây rất là kém. Nhiệt độ trong mùa hè nhanh chóng được bức xạ vào trong không khí, nên nhiệt độ rất thấp quanh năm. Các em hãy dựa vào hình lược đồ tự nhiên châu Nam Cực, hình các đai khí áp trên trái đất và hình các loại gió chính trên trái đất. Hãy trả lời hai câu hỏi sau. 1. Châu Nam Cực nằm trong vành đai khí áp nào? 2. Có loại gió nào thổi thường xuyên ở đây? Và qua các hình, chúng ta thấy được châu Nam Cực nằm trong vành đai áp cao của trái đất. Và loại gió thường xuyên thổi ở đây đó là gió Đông Cực. Đây là nơi vùng khí áp cao,
Gió từ trung tâm lục địa tỏa ra theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, với vận tốc thường trên 60 km/h. Vì vậy, vùng Nam Cực là nơi có nhiều gió bão nhất thế giới. Tiếp theo, cô và các em cùng tìm hiểu về địa hình của châu Nam Cực. Và đây, hình 47.3, lát cắt địa hình và lớp phủ băng ở lục địa châu Nam Cực. Quan sát hình 47.3, em hãy cho biết đặc điểm nổi bật của bề mặt lục địa Nam Cực. Qua quan sát hình, ta thấy được rằng do điều kiện khí hậu giá lạnh quanh năm, gần như toàn bộ lục địa bị băng bao phủ, tạo thành một cao nguyên băng khổng lồ, cao trung bình khoảng 2.600 m, và thể tích băng ở đây trên 35 triệu km khối, chiếm 90% thể tích nước ngọt dự trữ của toàn thế giới. Lớp băng phủ ở lục địa Nam Cực thường xuyên di chuyển từ vùng trung tâm ra các biển xung quanh. Khi đến bờ, băng bị vỡ ra, tạo thành các núi băng trôi trên biển. Và các núi băng này rất nguy hiểm cho tàu bè qua lại. Và như hình, các em có thể thấy được, đây là các núi băng trôi trên biển và có thể gây đắm tàu. Vậy, sự tan băng ở Nam Cực ảnh hưởng như thế nào đến đời sống con người trên trái đất? Ngoài vấn đề gây tai nạn cho tàu bè trên biển, sự tan băng ở Nam Cực còn làm mực nước biển dâng cao, làm diện tích đất nổi trên trái đất bị thu hẹp dần, và trong đó có nước Việt Nam của chúng ta. Sau đây, các em cùng xem một đoạn clip ngắn về sự tan băng ở Nam Cực. Vậy, tại sao có sự tan băng ở Nam Cực? Nguyên nhân do ô nhiễm môi trường từ khí thải các nhà máy xí nghiệp, khói bụi từ phương tiện giao thông đã khiến cho hiệu ứng nhà kính tăng lên trên trái đất, và do đó trái đất đang nóng lên từng ngày từng giờ, và sự nóng lên của trái đất khiến băng ở hai cực tan nhanh và làm mực nước biển dâng cao, đe dọa nhấn chìm các thành phố ven biển. Nước biển dâng cao sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam của chúng ta? Nếu mực nước biển dâng cao 1 mét, sẽ có khoảng 40% diện tích đồng bằng sông Cửu Long, khoảng 10-12% dân số Việt Nam bị ảnh hưởng trực tiếp. Mực nước biển dâng không những làm diện tích đất đai bị thu hẹp, mà còn làm nhiễm mặn một số nguồn nước ngọt, tác động xấu tới sản xuất nông nghiệp, đe dọa đến cuộc sống nhân dân. Khu vực ảnh hưởng lớn nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, dự báo vào năm 2030, khoảng 45% diện tích của khu vực này sẽ bị nhiễm mặn cục bộ và gây thiệt hại nặng nề cho ngành trồng trọt khoảng 17 tỷ USD, cũng như hệ thống cấp nước ở các vùng trũng của Nam Bộ. Với điều kiện khí hậu giá lạnh khắc nghiệt quanh năm, vậy theo em, thực vật ở Nam Cực có tồn tại hay không và vì sao? Và câu trả lời là do khí hậu khắc nghiệt trên lục địa Nam Cực, thực vật không tồn tại được. Tuy thực vật không tồn tại, nhưng động vật ở Nam Cực cũng vô cùng phong phú, gồm có các loài như chim cánh cụt, hải báo, hải cẩu, cá voi xanh và các loài chim biển sống ven lục địa và trên các đảo. Chúng sống dựa vào nguồn tôm, cá và phù du sinh vật dồi dào trong các biển bao quanh. Cá voi xanh là loài động vật hết sức quý hiếm sống ở vùng ven biển Nam Cực. Và trước đây, ở vùng biển Nam Cực, cá voi xanh rất nhiều, nhưng do con người đánh bắt quá mức nên chúng đang có nguy cơ tuyệt chủng, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Và đây là hai hình ảnh các em có thể thấy được cá voi xanh ở Nam Cực đang bị con người đánh bắt. Tiếp theo, các em hãy cùng quan sát lượt đồ khoáng sản châu Nam Cực và hãy cho cô biết châu Nam Cực có những loại khoáng sản chủ yếu nào. Qua hình, các em có thể thấy được ở châu Nam Cực có các loại khoáng sản phổ biến như than đá, sắt, dầu mỏ và uranium. Vậy, cô và các em đã tìm hiểu hết phần 1 nhỏ khí hậu. Tiếp theo, chúng ta xem phần 2 tìm hiểu về vài nét lịch sử và khám phá nghiên cứu châu Nam Cực. Các em có biết con người đã khám phá và đặt chân đến Nam Cực vào khi nào không? Nam Cực là châu lục được biết đến muộn nhất,
Con người đã phát hiện ra châu Nam Cực vào cuối thế kỷ 19, nhưng mãi đến đầu thế kỷ 20, một số nhà thám hiểm mới đặt chân lên được lục địa và sau đó tiến sâu dần vào các vùng nội địa. Vào ngày 14 tháng 12 năm 1911, đoàn thám hiểm do nhà thám hiểm người Na Uy Roar Amundsen dẫn đầu là đoàn thám hiểm đầu tiên đến Nam Cực. Từ năm 1957, việc nghiên cứu châu Nam Cực được xúc tiến mạnh mẽ và toàn diện, đã có nhiều nước như Nga, Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Australia, Argentina, Nhật Bản xây dựng các trạm nghiên cứu khoa học ở đây. Và trên màn hình là một số hình ảnh nghiên cứu và làm việc tại châu Nam Cực. Và trên màn hình là một số hình ảnh về hoạt động làm việc nghiên cứu của các nhà khoa học ở châu Nam Cực. Để thực hiện được công việc nghiên cứu ở đây, các nhà khoa học phải khoan xuống lớp băng dày và làm việc trên biển với điều kiện khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Và để di chuyển được trên biển, các nhà khoa học sẽ phải dùng đến tàu phá băng. Và đây là hình ảnh của một con tàu phá băng. Và đây là hình ảnh về chị Hoàng Thị Hồng Minh, người phụ nữ đầu tiên của Việt Nam được đặt chân đến Nam Cực vào ngày 19 tháng 1 năm 1997. Vào năm 1997, khi ấy chị được 27 tuổi, chị là đại diện duy nhất của Việt Nam được tham gia vào hành trình thám hiểm châu Nam Cực dành cho thanh niên thế giới. Ngày 1 tháng 12 năm 1959, đã có 12 quốc gia tham gia ký Hiệp ước Nam Cực. Quy định việc khảo sát Nam Cực chỉ giới hạn trong mục đích vì hòa bình và không công nhận những đòi hỏi phân chia lãnh thổ, tài nguyên ở châu Nam Cực. Và cho đến nay, châu Nam Cực vẫn chưa có dân cư sinh sống thường xuyên, chỉ có các nhà khoa học sống trong các trại nghiên cứu khoa học được trang bị những phương tiện kỹ thuật hiện đại. Cô và các em vừa tìm hiểu xong bài 47 Châu Nam Cực, châu lục lạnh nhất thế giới. Và sau đây là phần nội dung ghi bài. Các em hãy ghi bài vào tập. Và đây là phần hướng dẫn ở nhà. Các em hãy ghi bài vào tập, đọc trước bài 48-49 sách giáo khoa. Cô xin chào các em và hẹn gặp các em ở tiết học sau.